Trang Quỳnh tập 256, Mơ Quỳnh ra tay. Thưa thầy, có hoàng tới ạ. Bẩm hoàng đến có việc gì vậy ạ? Ta đi thăm trường. Nghe đoạn lớp của thầy dạy tốt, học trò của thầy rất giỏi nên ta đến thăm. Chúng con chào hoàng ạ. Ngoan lắm, đứa nào cũng ăn mặc sạch sẽ, tốt lắm, thì mới là học trò. Sao lại có mấy đứa tóc tai lòng thòng thế kia? Mấy đứa có tóc lòng thòng, lên đây. Hả, là con gái hả? Dạ, con trai thì đâu có điệu như thế này ạ. Cắm hoa cắm lá đại đầu, cứ y như là bụi cỏ, kinh quá. Sao thầy lại cho con gái vào học? Con gái học cũng được chứ có sao đâu ạ. Mấy đứa này học giỏi lắm. Không tin, con gái mà học giỏi cái gì? Chúng con học giỏi lắm ạ, tháng nào con cũng đứng đầu lớp. Chúng nó chỉ giỏi ẵm em, nấu cơm hoặc bán hột vịt lộn là cùng. Sao quan lại xem thường con gái thế? Ta không xem thường mà đó là sự thật, con gái không làm nên tích sự gì cả. Từ ngàn xưa, cha ông ta đã không cho con gái đi học, thầy phải theo nề nếp đó, cấm con gái đến trường. Ngày mai ta mà còn thấy mấy cái bụi cỏ này trong lớp thì ta đóng cửa trường. Sao quang gọi chúng con là bụi cỏ ạ? Nhìn chúng mày xem, đầu đứa nào cũng có một mớ bồng với lá y như bụi cỏ. Ta nhắc lại, không cho con gái học. Giờ làm sao thưa thầy? Quang không cho học thì đành chịu thôi, thầy đâu biết làm sao. Hùa, tự dưng bị đuổi học. Chuyện gì mà khóc dữ vậy? Quang không cho con gái đi học. Không đi học ở nhà chơi, sướng thấy mồ mà khóc. Tao được nghỉ học là khoái lắm. Lười như thế hàng chi học dốt hơn bò. Quang trọng nam khinh nữ, bất công. Con gái cũng giỏi vậy, như tôi nè, giỏi dạng trời mây luôn. Giỏi thì tìm cách làm cho đám con gái được đi học đi. Tôi có cách này làm Quang phải thay đổi quan niệm về con gái. Quang sẽ thấy con gái cũng giỏi không kém con trai. Chiều chiều Quang hay đi một mình đến nhà bà vợ bé. Ông tìm một đứa bạn bự bự còn một tí để làm thế này. Ừ, hay đó. Làm thế để ổng thấy con gái cũng anh dũng vậy, ổng sẽ thay đổi quan điểm. Mày bảo tao mặc cái quần gì mà dài dữ vậy? Thì cứ mặc vào đi, tao cũng mặc cái áo dài thòng đây nè. Không phải mặc như thế. Mặc thế này nè. Trời, mặc quần kéo cao tới cổ. Mày sẽ là cặp chân của tao, hai đứa mình gộp lại sẽ thành một người cao lớn. Thế này nè, hiểu chưa? Tao không thấy đường đi. Tao đục hai cái lỗ trên áo, tao cho mày thấy đường. Tao thấy rồi. Giờ thì mình thành một tên cướp cao to rồi. Nhớ là dù có chuyện gì mày cũng không được té đó. Quang tới, chuẩn bị. Quang đứng lại, có bao nhiêu tiền đưa hết đây. Quang nghèo lắm, chỉ đủ tiền hút thuốc lào thôi. Quang xạo, không đưa tiền tôi thẻo cái mũi cho các bà che à. Có đưa tiền không, giao làm heo đây, bén lắm đó. Tên cướp kia dừng tay, có nữ hiệp bịt mặt đây. Da, cốp. Ôi con gái mà giỏi ghê. Cốp. Chạy. Ôi. Bịch. Tao đã bảo đừng có té mà, hỏng tuồn rồi. Hừ, hai đứa mày dám giả ăn cướp hù tao. À, tao hiểu rồi. Chúng mày giả cướp để con nhỏ kia đánh. Chúng mày làm thế để tao phục con gái à? Chết với tao. Chạy lại chạy lẹ, đừng để ổng thấy mặt mình. Tại mày làm bể kế hoạch đó, chứ cái quần lộn thộn tao chạy không được. May mà ổng không nhận ra được mặt đứa nào. Trò của mấy đứa trẻ con lắm, không thuyết phục được quan đâu, để mợ ra tay. À, mợ cũng tham chiến. Ừ, mợ không thích những người trọng nam khinh nữ, mợ sẽ làm cho quan thấy phụ nữ không dở. Chừng nào mợ mới ra tay? Hôm qua có mấy chú lính trên phủ ghé ăn bún. Họ nói vài hôm nữa hoàng phủ sẽ xuống thanh tra huyện. Đợi tới lúc đó mợ sẽ ra tay.
Loa loa, liền của quan huyện, quan phủ sắp đi thanh tra, dân chúng phải làm vệ sinh đường xá cho sạch sẽ. Đến lúc mợ ra tay rồi đây. Trên con đường dẫn tới huyện đường có một cây cầu làm bằng cây, con dẫn đám bạn tới phá cây cầu đó đi. Tụi con chỉ cần chặt đứt dây cột cầu rồi thả cây xuống nước cho mợ. Cấm nói chuyện, làm nhẹ tay mà nhanh lên, quan mà bắt được thì ở tù về tội phá hoại cầu cống đó. Xong, cái cầu chìm xuống nước rồi. Rút quân. Còn thiếu thằng cu lười, coi chừng nó bị trượt chân chìm xuống nước rồi. Nó nè. Tìm nó đi. Thằng khỉ, gọi mày đi tham gia phá cầu, ra đây mày lại tìm chỗ ngủ. Tao buồn ngủ quá, thông cảm. Đúng là cu lười, lúc nào cũng lười. Đi kiểm tra xem đường xá cầu cống đã sạch chưa, quan phủ mà thấy giờ giấy thì ta bị quở đấy. Bẩm quan, cây cầu dẫn vào huyện đường sập rồi. Sao lại sập? Cây cầu đó chắc chắn lắm mà. Trời, quan phủ tới mà cây cầu dẫn vào huyện đường bị sập thì ta biết ăn nói thế nào đây. Tập trung đàn ông trong làng để làm lại cây cầu gấp cho ta. Trèo tấm bảng này lên cho mợ. À, bà Quỳnh khai trương quán rượu, đãi rượu miễn phí, tới uống. Bà Quỳnh đãi rượu ngon lắm mà không phải trả tiền, tới uống đi. Không uống là mang tội lãng phí của trời cho. Mời các bá, các chú uống thoải mái. Mợ làm gì vậy nhỉ? Đúng là vợ của Tràng Quỳnh hay có những trò khó hiểu. Rượu thì ngon mà uống xong thì tay chân buồn rũn, nhắc lên không nổi. Loa loa, lên của quan huyện, tất cả đàn ông trai tráng tập trung lại để làm cầu gấp. Đi làm cầu. Tại chân tôi rã rời bốn ruộng, đi không nổi. Lười hả? Đi. Có đánh chết cũng không đi nổi. Đi làm cầu. Bịch. Tay đi đường đông, chân đi đường tây, không thể nào đứng lên được. Bẩm đàn ông con trai trong làng bị liệt cả rồi, không ông nào đứng lên nổi. Chúng nó lười đấy, sao không đánh cho chúng nó hết lười? Tụi con đánh đá thậm chí cắn cấu mà chúng vẫn không cử động được, chúng bị liệt thật à. Bảo lính trong huyện làm. Trời, bọn chúng cũng bị toàn thân bắt tội, không đứa nào nhúc nhích được. Vậy thì chết ta rồi. Hù à, phe này ta sẽ bị cách chức. Làm gì quan trọng vậy ạ? Cây cầu bị gãy, quan đâu có làm gì mà bị cách chức. Quan phủ sẽ nói rằng cây cầu chính dẫn vào huyện đường mà còn không nên hồn, thì bao nhiêu cây cầu khác sẽ ra sao? Quan phủ sẽ bảo tao không lo lắng gì cho dân chúng, tao sẽ bị cách chức. Hu hu hu. Quan khóc kiểu người lớn đi, khóc kiểu đó giống trẻ con quá. Kệ tao khóc kiểu trẻ con mới đã. Các bà theo tôi đi làm cầu, mình sẽ làm cho quan thấy phụ nữ không kém đàn ông. Có làm được đâu mà làm. Bởi mấy bà như thế nên đàn ông họ xem thường. Việc gì đàn ông làm được, mình làm được, theo tôi chỉ cho làm. Bẩm quan, có một đám đàn bà xin gặp quan. Chúng tôi đến để giúp quan đây ạ. Mấy bà làm được cái trò gì mà đòi giúp ta? Chúng tôi sẽ làm lại cây cầu. À, thiệt không đó, đàn bà mà làm được gì? Không cho chúng tôi làm thì chúng tôi về, quan sẽ bị cách chức thôi. Thôi được rồi, cứ làm đi. Làm không được ta sẽ đánh mỗi bà 10 hèo. Chắc tôi lãnh 10 hèo quá. Bà này có tinh thần chú bại, làm tụi tôi run theo. Cày có sẵn ở dưới nước, chỉ cần vớt lên ghép lại thôi, dễ mà. Còn cho chặt kéo sập cầu thì lãnh tới 50 hèo đó. Cũng dễ quá ha. Tôi đã bảo việc gì đàn ông làm được thì mình cũng làm được mà. Xong rồi, mệt đư. Ô hô, hay quá ta, mấy bà cũng giỏi ghê. Quan phủ tới. Cảm ơn các bà đã giúp ta. Tốt lắm, đường xá sạch sẽ, cầu cống vững vàng, ông làm việc tốt lắm. Hi, quan khen, may nhờ có mấy bà làm cầu, nếu không thì phen này mình chết chắc. Vậy xem ra đàn bà đâu có dở, thế mà bấy lâu nay mình cứ xem thường đàn bà.
cho con gái đi học lại đó. Ha, tụi mình được đi học lại rồi. Hoàng hết trọng nam khinh nữ là nhờ mợ ra tay đó. Ơ, mợ làm sao mà đàn ông bị liệt hết cả vậy? Mợ bỏ thuốc làm giãn gân cốt vào trong rượu, uống xong là mấy ổng hết cửa quậy. Không uống rượu của bà Quỳnh nữa, rượu gì mà uống vào thì chân tay rã rời. Hai đứa mày phải đi tìm cho ra hai cái áo của chú Tiểu cho tao, tìm không ra thì đừng có về. Cha Dượng biểu mình lấy áo của chú Tiểu làm chi vậy? Anh đâu có biết. Tìm ở đâu ra bây giờ? Tìm không có, chắc chắn anh em mình sẽ bị đòn chết. Hít, sao cha không chịu sống để nuôi anh em mình mà chết vội thế? Định mệnh mà, trách làm chi? Mình vào chùa đánh cắp đi. Bộ người ta để sẵn cho mình ăn cắp à? Không khéo lại bị đòn đó. Có hai chú Tiểu kìa, tụi nó nhỏ con hơn mình, hay là mình trắng lột chúng đi? Ôi, các cậu làm gì vậy? Xin lỗi, tụi tôi không muốn, nhưng bị buộc phải làm, cho mượn cái áo. Ừ à, mắc áo quần hết trơn hết trọi rồi. Tụi con tìm được hai cái áo chú Tiểu rồi nè, mặc vào. Ngồi xuống cho tao cạo sạch tóc luôn. Hí, anh em mình giống thầy chùa quá. Cầm hai cái bình bát này đi khắc thực đi. Đi khắc thực là đi đâu? Là đi xin ăn đó. Hai đứa cứ xếp hàng đi chậm chậm ngoài đường, người ta sẽ mang thức ăn tới cho. Nếu họ cho tiền thì có lấy không ạ? Ngốc, sao lại không lấy? Hít, cha Dượng lười đi làm, bắt anh em mình đi xin ăn. Ổng khôn thiệt, bắt mình đi xin ăn theo kiểu nhà chùa dễ được cho hơn. Mồ Phật, hai đứa mày đi tu hồi nào vậy? Cách đây nửa canh giờ. Còn có cái này xin cúng cho hai thầy. Gói gì vậy? Á, à, con cóc. Thằng khỉ, mày chơi gì kỳ vậy? Hù à, mày có biết chơi như thế là hại tụi tao không? Tụi tao mà xin không được, cha Dượng đánh tụi tao chết. Vậy hả? Vậy thì ra tụi mày bị cha ghẻ hành hạ như vậy. Thế mà tao tưởng tụi mày tự ý giả thầy chùa để đi kiếm ăn. Tao xin lỗi. Để tao gọi tụi nó mang thức ăn đến cho tụi mày, để tụi mày khỏi bị đòn. Mời mấy chú Tiểu về đọc kinh cũng được. Phải mời sư chứ sao lại mời chú Tiểu? Mình nghèo, sư không tới thì mời chú Tiểu vậy, miễn sao có người đọc kinh là được rồi. Nhà tôi muốn đọc kinh cầu an, mời hai chú. Tụi con đâu có biết đọc kinh. Ở chùa mà không biết đọc kinh à? Hai chú lười nên nói thế. Đi không, không đi tôi đánh à. Trời, mời thầy đọc kinh kiểu gì mà bạo lực thế? Thế nào họ cũng phát hiện ra tụi nó là thầy chùa giả, chắc là bị ăn đòn, làm sao cứu tụi nó đây? Đọc đi, đọc hay đọc dở, đọc nhiều đọc ít gì cũng được, đọc xong tôi cho tiền. Làm sao đây anh? Đọc đại đi. Cốc cốc cốc. Công công công. Nam mô nam mô nam mô. Mấy chú đọc kinh gì mà toàn nam mô không vậy? Đây là bài kinh Nam Mô, kinh mới sáng tác. Thầy chùa giỡn. Cháy nhà, cháy nhà. Thầy tào lao, vừa đọc kinh cầu an thì cháy nhà ngay. Nhà cháy, chạy đi. Chạy lẹ. Nhà có cháy đâu, đứa nào đốt rơm rồi hô nhà cháy, khỉ. Quỳnh ơi, tụi tao sợ quá, thế nào cũng có ngày bị người ta đánh. Để tao tính cho, chúng mày mang thức ăn tới cho hai đứa nó. Nè, đây nồi rồi nè. Tụi mày về nói với cha Dượng của tụi mày như thế này, tao sẽ cho ổng một trận và chấm dứt cái trò hành hạ chúng mày. Ha, người ta cho nhiều thế này à? Chỉ có thức ăn không có tiền à? Người ta nói tụi con còn nhỏ nên không cho tiền, nếu là sư lớn thì họ mới cho tiền. Thế hả? Vụ này kiếm ăn dễ quá, tao sẽ đi tìm một cái áo thầy chùa. Hi hi, cha Dượng thành ông thầy chùa rồi. Ai cho sư tiền đi? Ông Lý trưởng mời thầy tới nhà kìa. Chà, ông Lý mà cho chắc là nhiều tiền lắm. Dạo này nhà tôi có lắm sự lộn xộn, y như có tà ma trong nhà, nhờ thầy đọc vài bài kinh để xua đuổi tà ma. Chết, mình đâu có ngờ tình huống này.
đọc đại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hình như thầy Bì Cà Lâm đọc nãy giờ chỉ có mỗi câu Nam mô A Di Đà Phật. Thầy đọc không được, để con đọc giùm cho. A Di Đà Phật, cột vật thầy chùa Dỗm. Thầy chùa Dỗm, ha ha. Đánh mười hẹo vì tội giả danh thầy chùa. Chưa xin được đồng nào mà đã ăn đòn. Hít đau quá. Ta còn biết rõ ông cũng bắt con của ông giả thầy chùa đi xin ăn nữa kìa. Ta mà còn thấy con của ông giả thầy chùa đi xin ăn nữa thì ta đánh ông nữa. Không dám nữa đâu ạ. À. Có đi khắc thực nữa không vậy ạ? À? Dẹp không đi đâu hết. Hi hi, tụi tao khỏi phải bị giả thầy chùa đi ăn xin nữa rồi. Mô Phật thoát nạn. Quỳnh ơi, sức vào giùm tao, đau quá. Mày bị sao vậy? Mẹ tao đánh. Trời, đánh gì mà dữ vậy? Mẹ gì mà đánh con chẳng chút nương tay. Mẹ ghẻ. Hèn chi, chỉ nhìn vết rồi cũng đủ biết là của mẹ ghẻ hay mẹ ruột. Mày làm gì mà bị bà đánh dữ vậy? Diệt chuột. Diệt chuột mà bị đòn à? Chuyện là thế này. Tí, trong tủ áo quần của tao có con chuột. Vì mở cửa ra nó chạy ra đi. Nó chạy ra rồi nó lại chạy vào. Tao làm mấy lần rồi. Mày làm sao giết chết con chuột đó cho tao? Hễ nó lại chạy vào thì tao đánh mày à? Làm sao đây? Mở cửa cho nó chạy ra rồi nó lại chạy vào, mình ăn đòn. Mà mình thì không đủ can đảm dùng tay bắt nó ra. Tao có cách rồi, mày sẽ chết. Tao đốt mày. Hê hê, đừng hòng chạy thoát. Con dì con chuột rồi, dì không phải lo nó chạy vào tủ áo quần nữa. Mày làm cách nào? Con thiêu sống nó. Tí, cái tủ áo quần của tao đâu? Cháy thiêu rồi ạ. À. Sao lại cháy? Con chuột ở trong đó, con phải đốt cái tủ để diệt nó. Ha ha, bị đòn là phải. Để diệt con chuột mà mày đốt tủ quần áo của bà. Chứ con chuột ở trong đó muốn đốt nó thì phải đốt cái tủ chứ. Càng nói càng thấy khờ. Tại bà biểu tao giết con chuột bằng mọi giá chứ bà đâu có cấm tao đốt cái tủ. Mày nói nữa tới phiền tao đánh mày à.